Minh Toàn xin trân trọng mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang ở trong nhà tù Hòa Lò, và vừa rồi Minh Toàn cũng đi qua một số cái điểm tham quan. Minh Toàn có một số cái video về nhà tù Hòa Lò, rất mong cô chú và anh chị nếu ai quan tâm muốn xem thêm về nhà tù Hòa Lò thì chúng ta xem thêm ở trong kênh của cô chú anh chị đang xem. Và để là người đầu tiên được xem các video mới về nhà tù Hòa Lò thì rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được thông báo cũng như là người đầu tiên được xem những video mới thú vị về Hà Nội nói riêng và Hà Long nói riêng cũng như cuộc sống Việt Nam nói chung. Ở đây thì Minh Toàn đang đứng tại vị trí này là cái cửa cống ngầm của nhà tù Hòa Lò, nơi mà các tù nhân đã vượt ngục thành công. Và bây giờ Minh Toàn sẽ mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp ở trong nhà tù Hòa Lò nhé. Không biết là cô chú anh chị có cảm nhận gì về cái đôi dép cao su này thì rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh, chúng ta hãy bình luận ở dưới video về cái cảm nhận của cô chú cũng như anh chị về cái đôi dép cao su này. Đây là vua dép lốp, được làm từ lốp cao su. Mấy cô chú anh chị đã có dịp đi chưa? Trong này là cái cửa hàng lưu niệm, bán đồ lưu niệm, nhiều đồ khá là đẹp, các túi, các đồ lưu niệm. Còn cả các cái sách, tẩu hút thuốc, các vòng. Bây giờ mời cô chú chúng ta đi tiếp theo lối này nhé. Đây là hướng tham quan. Trong này được một cái rất là hay, đó là mỗi khi mà chúng ta đi như Minh Toàn đi một mình thì có các cái biển chỉ dẫn là đi tham quan tiếp lối nào. Minh Toàn nhiều lúc Minh Toàn đi tham quan nhiều nơi là không có biển chỉ dẫn, cứ đi nơi này xong lòng vòng. Đây là tù nhân cưa xong sắt cống ngầm chuẩn bị vượt ngục. Wow, tái diễn cái hình ảnh mà tù nhân cưa cái song sắt cống ngầm mà chúng ta vừa đi qua. Đây là cái cửa nhà giam này. Đấy, cửa nhà giam rất là kiên cố như thế này. Sau đó là tù nhân ở phía dưới là cưa song sắt. Đây là hình ảnh mà tù nhân vượt ngục cưa song sắt, không biết là dùng cái gì cưa, chắc phải dùng cái gì đấy cưa khiếp luôn. Đây, mời cô chú và anh chị chúng ta đi tiếp sang bên này nhé. Đây là một cái bức họa về lại thời ngày xưa của tù Hòa Lò. Đây, sang bên này. Wow, bên này là tù nhân đấu tranh chống địch khủng bố, và khủng bố ở trong tù ấy. Và khủng bố trong tù thì khi khủng bố là phải bị cái đội cai tù này nó phun nước. Không biết cô chú anh chị có cảm nhận gì về cái nơi giam cầm này không nhỉ? Nếu cô chú anh chị có những cảm nhận nào thì xin để lại bình luận ở dưới video ạ. Đây, xin mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp vào đây. Đây là quy định tham quan. Quy định tham quan đài tưởng niệm. Đài tưởng niệm là nơi
tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại nhà tù Hỏa Lò vì nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Kính đề nghị quý khách thắp hương đúng nơi quy định, không thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Trang phục phù hợp, có áo choàng phục vụ khách tham quan. Giữ trật tự chung và có hành động lịch sự. Không hái hoa, bứt lá, bẻ cành, xâm hại hải quan. Và đây, xin mời cô chú chúng ta đi theo cái hướng tham quan này. Đây là một cái nhà tù nữa, cô chú anh chị. Trong này khá là tối. Đây là cái nơi nào thì chúng ta xem qua lời giới thiệu này. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, nhiều nữ chiến sĩ yêu nước cách mạng đã bị thực dân Pháp bắt tù đày tại nhà tù Hỏa Lò. Trong tù, các đồng chí đã giữ trọn tấm lòng kiên trung với Đảng, với nhân dân. Tại đây, khu trại giam nữ với diện tích 270m2 bao gồm 4 phòng giam nhỏ, phòng giam phụ nữ có con nhỏ, phòng giam tập thể, khu nhà tắm và sân trại. Có thời kỳ thực dân Pháp đã giam tới 300 tù nhân nữ. Phòng giam chật hẹp, nước dùng trong sinh hoạt rất thiếu thốn, điều kiện vệ sinh không được đảm bảo, cộng thêm khẩu phần ăn hàng ngày thường xuyên bị cắt xén, khiến cuộc sống của nữ tù chính trị vô cùng cực khổ. Chế độ lao tù hà khắc cướp đi sinh mạng của nhiều nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung như đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái, Tạ Thị Câu, Đàm Thị Sen. Vượt lên sự khắc nghiệt của cuộc sống tù đày, nữ tù chính trị nhà tù Hỏa Lò đã đoàn kết yêu thương, giúp đỡ nhau đấu tranh chống lại chế độ nhà tù hà khắc, tổ chức các lớp học chính trị văn hóa, trau dồi kinh nghiệm đấu tranh, tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho cách mạng. Quá tuyệt vời. Đây là 4 cái phòng giam nhỏ, nhưng mà có lúc là giam lên đến 300 người, không biết là như thế nào luôn. Phòng giam thì bé. Và trong này có một cảm giác khá là ghê gớm. Này là gì? Đây, chúng ta đi tiếp vào xem. Nơi đây là tội ác của thực dân Pháp đối với các chiến sĩ yêu nước và cách mạng. Đây là thể hiện của cái nhà tù chính trị nữ. Đây, có cả trẻ em nữa. Rất là ghê rợn. Wow, ở đây là cái gì đây? Đây là cái gì đây? Ở đây giống như máy chém vậy. À đúng, máy chém thật. Đây. Máy chém, một trong hai chiếc máy chém được thực dân Pháp dùng xử tử hình các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò. Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính năm 1930, Nguyễn Hoàng Tôn năm 1931, Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân ngày 31 tháng 7 năm 32. Nguyễn Đức Chính, Phó Đức Chính, Phó Đức Chính năm 1930. À, Phó Đức Chính giống như là nghe rất là quen, hình như sáng tác bài hát gì. Đây máy chém đầu vào chỗ này, xong rồi nó thả cái dây xuống. À, đúng rồi, kinh khủng. Đây là máy chém, còn đây là cái gì? Một số chiến sĩ yêu nước tham gia Hà Thành đầu độc ngày tham gia vụ Hà Thành đầu độc ngày 27 tháng 6 năm 1908 tại Hà Nội bị thực dân Pháp kết án tử hình trong các phiên xét xử của Tòa Đại hình Bắc Kỳ năm 1938.
khắc cần. Lúc nó sắp chỉ buộc lại đó. Đây là cái thang này chắc là bỏ cổ vào đây. Đây là một số cái dụng cụ thực dân Pháp dùng tra tấn tù chính trị tại sở mật thám Hà Nội. Và hình ảnh này là hình lu này, lu nước chắc là bỏ nước xong rồi bỏ rắn rết ở trong là dìm đầu xuống này. Còn ở đây là danh sách một số giam ngục nhà tù họ Lò này. Cái này là cái găng tay đấm bốc. Đây, găng tay đấm bốc dùng tra tấn tù chính trị. Còn đây là các cái miếng gỗ, đấy là số tù bao tải để dùng tra tấn tù chính trị và tìm sắt thế. Đây là khu xà lim tử hình. Đây tử hình là kéo người lên đây. Còn bên này là cái gì? Bên này là một số cái dụng cụ thực dân Pháp dùng tra tấn nữ tù chính trị tại sở mật thám Hà Nội. Một là gậy, hai dây điện, ba là máy quay điện, bốn là chai. Chai này chắc là tra tấn tù nhân chính trị, không biết là dùng để làm gì nhỉ? Không biết là dùng chai để tra tấn tù gì độc. Còn đây là thư trị độ hồng phấn của chính trị nhà tù họ Lò năm 1551, vỏ gối thêu. Còn bên trong này là cái gì đây? Trong mặt bằng khu xà lim tự hình. Đây là mặt bằng khu xà lim tự hình. Wow. Không biết là cô chú anh chị có cái nhận xét gì về cái khu vực này của nhà tù Hòa Lò không? Thì rất mong cô chú và anh chị để lại cái comment ở dưới video để chúng ta cùng biết thêm về nhà tù Hòa Lò này nhé. Minh Toàn có một số cái video về nhà tù Hòa Lò này, nếu cô chú anh chị quan tâm thì mời cô chú anh chị chúng ta xem thêm ở trong cái kênh mà cô chú anh chị đang xem. Đây là người đầu tiên được xem các video mới thú vị về nhà tù Hòa Lò cũng nói riêng, cũng như là cuộc sống của Hà Nội, cuộc sống của Hà Long nói chung. Tôi mong cô chú anh chị chúng ta nhấn nút đăng ký kênh để làm người được thông báo đầu tiên và người xem đầu tiên về các cái video mới thú vị. Cảm ơn cô chú và anh chị, hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những cái video tiếp theo.